Từ xưa vì sao Phật dạy quá khứ không truy tìm mà Phật lại kể các tiền kiếp quá khứ cho chúng tỳ kheo trong bộ truyện Tiền Thân Vệ Sư? Trả lời câu đầu tiên là Đức Thế Tôn ngài không chỉ kể cái tiền kiếp trong các cái bộ truyện Tiền Thân mà còn trong rất nhiều những chỗ khác trong Kinh Tạng, chẳng qua mình đọc ít quá cho nên mình không biết nha. Vì sao trong các bài kinh khác hầu như cực kỳ ít, theo con biết hầu như không có việc Đức Phật kể về các tiền kiếp quá khứ để làm ví dụ, để dạy dỗ cho các tỳ kheo, mà chỉ kể về quá khứ trong kiếp đó lúc ngài còn là Thái tử Tất Đạt Đa? Vậy tại sao trong bộ truyện Tiền Thân ngài lại kể về tiền kiếp nhiều như vậy? How do you know? Sao chắc vậy? Sao chắc vậy? Có rất là nhiều nha. Trong bài kinh Rừng Simsapa, Phật nói, Phật chỉ thuyết về bốn diệu đế vì nó liên quan đến mục đích. Ngoài ra, ngài không thuyết bất cứ gì không có lợi ích hướng đến Niết Bàn cho các tỳ kheo. Nhưng con thấy nhiều chuyện trong bộ Tiền Thân là chỉ giống như kể chuyện lại, hoàn toàn không liên quan gì đến bốn diệu đế cả. Như vậy, tính xác thật của bộ Tiền Thân này là có cao không sư? Vì sao ngài không giống, nó không giống như lời dạy là Phật nói là ngài thuyết về bốn diệu đế và các bài chi tiết hơn, mở rộng hơn của bốn diệu đế? Thứ nhất là quý vị nên đọc nhiều hơn nữa Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng, Tăng Chi, Tiểu Bộ, quý vị đọc nhiều trong cả các cái bản chú giải, thì quý vị sẽ thấy là trong nhiều bài kinh Đức Thế Tôn cũng kể về các cái chuyện tiền kiếp. Nhưng mà nó có hai sư tạm đưa ra hai cái lý do như thế này. Thứ nhất là các cái vị kết tập tam tạng, các ngài sắp xếp theo thứ tự, các ngài sắp xếp theo tính chất liên quan. Ví dụ như tương ưng là những cái nó mang tính chất so sánh, liên kết. Tăng chi là chỉ kể những cái bài kinh mang tính chất là có pháp số. Thì các cái có một số ha, có một số ví dụ như trong cái gì? Hạnh tạng thì các ngài tập trung về các cái tiền thân của Đức Thế Tôn, mang tính chất tổng hợp và tập trung như vậy đó. Cho nên là quý vị sẽ có suy nghĩ là tại sao mà có cái bộ này là chuyên về tiền thân mà bộ kia thì không có. Tại vì sao? Các ngài xếp để cho nó liên quan, để cho nó dễ phân biệt. Cái thứ hai là trong những cái bài kinh mà Thế Tôn có nhắc lại cái tiền thân, cái chuyện tiền thân, thì cái phần đó để cho nó không có quá dài, nó ảnh hưởng đến cái chuyện tụng đọc, và nó cái kiểu mà râu ông nọ cắm cằm bà kia, cho nên là các ngài sẽ tóm tắt cái phần đó và đem cái đó để vào trong cái phần riêng biệt. Nó giống như bây giờ mình sắp xếp gì đó, sắp xếp một cái đống bi mà nó đủ màu sắc hết thì mình phải xếp bi màu xanh, bi màu vàng, bi màu đỏ, bi màu tím, bi màu hồng, bi màu cam, mình xếp riêng nó ra. Thì khi các ngài kết tập tam tạng thì các ngài cũng phải phân riêng nó ra. Và do đặc tính là truyền khẩu, do đặc tính là truyền khẩu học thuộc lòng, cho nên có một số nơi phải rút gọn thì nó sẽ dễ hơn. Thí dụ như Trung Bộ hoặc Tương Ưng, Tăng Chi thì cái phần mà liên quan đó thì nó để qua chỗ khác, bởi vì nó không ảnh hưởng quá nhiều đến cái nội dung của cái bài kinh.
Hoặc như quý vị xem nhìn trong Trưởng lão kệ đó, Trưởng lão tăng kệ thì tổng hợp lại những cái lời dạy của các vị trưởng lão, các vị nêu cái nguyên nhân từ đâu đã tạo cái phước gì mà để đời nay được gặp Đức Thế Tôn và tu hành chứng đắc đạo quả. Đây là có cái sự sắp xếp chứ không phải là cái kiểu mà tràn lan. Rồi ở riêng trong cái phần mà hạnh tạng á, hạnh tạng thì có các cái mình tạm gọi là các cái chuyện tiền thân, nhưng cái vấn đề là mình xem nó với cái thái độ nào. Bởi vì nếu như mình xem nó như một cái thái độ là các phương pháp tu tập đưa đến giải thoát giác ngộ, thì mình sẽ thấy các cái phương pháp tu tập đưa đến giải thoát giác ngộ, ví dụ như có những cái tiền kiếp mà Đức Thế Tôn khi Ngài còn là chúng sanh chìm của giác ngộ, Ngài đã bỏ cả vương quốc, Ngài đã bỏ cả tài sản, Ngài đã bỏ cả quyến thuộc, Ngài đã bỏ cả thân mạng để Ngài tìm cầu cái đạo quả giải thoát. Thì xin thưa với quý vị đó, cái chuyện mà mình xả bỏ toàn bộ như vậy, nó có phải là một trong những phương pháp đi đến giác ngộ hay không? Rồi trong những kiếp mà Ngài nhẫn nại, bởi vì Ngài xét rằng cái tâm sân là đáng xấu hổ, các bậc hiền trí sẽ khiển trách khi mà mình có lòng sân hận, bởi vì như vậy hãy nhẫn nhịn. Thì sư hỏi quý vị đó có phải là phương pháp thực hành đưa đến giác ngộ giải thoát hay không, mà mình gọi là vun bồi ba la mật á. Còn nếu như mà mình xem thì với cái vai trò là chỉ là câu chuyện thôi, thì nó cũng giống như chuyện cổ tích vậy. Cho nên là tùy theo cái thái độ của mình mà mình sẽ có rút ra được cái bài học giác ngộ giải thoát ở trong đó hay không. Chứ không phải lúc nào, đặc biệt là trong những cái kiếp tiền thân thì Đức Thế Tôn khi Ngài còn là chúng sanh tìm cầu giác ngộ đã gọi là tìm cầu giác ngộ, thì làm sao biết được tứ đế, biết được thức giác chi, biết được bát chánh đạo, cái chuyện đó thì không có. Nhưng mà những phương pháp thực hành đưa đến giác ngộ giải thoát thì có. Tuy nhiên nó đi phải nói lại, có một vài câu chuyện tiền thân mà chúng ta có quyền nghi ngờ là cái sản phẩm văn học của đời sau, bởi vì nó chỉ đơn thuần là kể chuyện thôi, và những cái tình tiết trong đó thì nó đầy những cái màu sắc huyễn hoặc. Thì riêng đối với những cái câu chuyện như vậy, chúng ta có thể để nó qua một bên.